P Network là gì mà gần 40 triệu người trên thế giới đang khai thác vậy? Thì đầu tiên để nói về P Network, chúng ta nhìn lại những cái đồng coin đã có trên thị trường hiện nay. Câu chuyện bắt đầu từ Bitcoin. Đây là một đồng coin hay đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới. Bitcoin thì được ký hiệu là BTC, được phát minh bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Đến nay vẫn chưa ai biết Satoshi là ai, là một con người hay là một tổ chức. Khai thác Bitcoin là một quá trình tự động, rất hạn chế bởi sự khan hiếm và phức tạp trong việc đào. Dựa trên các thuật toán, Bitcoin hoạt động và được giao dịch thông qua một công nghệ gọi là blockchain. InvestTV sẽ có những clip giải thích các thuật ngữ này sau các bạn nhé. Nói đến đây thì nếu ai mà chưa tìm hiểu về blockchain nói chung hay tiền điện tử nói riêng thì thật sự là sẽ rất rối, cho nên chúng mình sẽ không nói sâu vào vấn đề này mà sẽ chia nhỏ các thuật ngữ và giải thích cho các bạn cụ thể trong các clip khác trong series video này. Trải qua nhiều năm phát triển, giá trị của Bitcoin ngày càng tăng trưởng. Cái thời điểm cao nhất, Bitcoin đã tiệm cận gần tới cái giá trị 70.000 đô la Mỹ một Bitcoin. Tuy có những giai đoạn lên cao rồi xuống thấp, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn đang là cái đồng coin mà có giá trị lớn nhất thị trường. Việc khai thác hay còn gọi là đào Bitcoin tại thời điểm này đã trở nên quá đắt đỏ khi các thợ đào phải bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô la Mỹ để đầu tư thiết bị phục vụ việc đào Bitcoin. Đào Bitcoin hay các đồng coin thế hệ cũ giống như Bitcoin là Ethereum được cho là tiêu tốn năng lượng và không bảo vệ môi trường, bởi các cái thuật toán để khai thác những cái coin này đều yêu cầu phần cứng có chi phí đắt đỏ, tiêu tốn điện năng. Do đó đây là những cái điểm hạn chế và là nguyên nhân không giúp các cái đồng coin này tiến sâu vào hoạt động tài chính, mua bán, trao đổi hàng hóa thường ngày của con người. Chính vì lý do đó, một thế hệ coin thứ ba ra đời với yêu cầu để khai thác không tốn điện năng, không cần đầu tư quá nhiều tiền vào phần cứng thiết bị để đào như là Bitcoin hay là Ethereum. P Network chính là đồng coin thế hệ thứ ba xuất hiện sớm nhất. Đây là đồng coin đầu tiên trên thế giới giúp các bạn có thể khai thác được bằng chính cái chiếc điện thoại thông minh các bạn đang sử dụng hàng ngày. Các bạn chỉ cần download một cái app đào, hay chính xác hơn đó là một cái app dùng để điểm danh và cài đặt trên điện thoại của mình. Hàng ngày sau mỗi 24 giờ, các bạn vào kích hoạt tia sét một lần để duy trì cái quá trình tích lũy Pcoin trên app đào của mình. Sau khi hoàn thiện các cái bước xác minh danh tính hay còn gọi là KYC, các bước tạo ví, bạn sẽ nhận được số Pcoin mà mình tích lũy được trên app đào được chuyển về ví của các bạn. Khác với Bitcoin, khi nhà sáng lập thì ẩn danh và không ai biết Satoshi là ai, dự án P Network thì công bố những cái thông tin của họ một cách chi tiết và rất rõ ràng trong sách trắng của dự án. Người sáng lập và xây dựng dự án P Network chính là tiến sĩ Nicholas Kokalik, trưởng bộ phận công nghệ, và tiến sĩ Chandia Phan, trưởng bộ phận sản phẩm. Họ đều là các cựu sinh viên từng tốt nghiệp Đại học Stanford, là một ngôi trường hàng đầu và là cái nôi của rất nhiều các dự án công nghệ đình đám trên thế giới. Mục tiêu của dự án P Network là giúp phần đông mọi người có thể tiếp cận được với tiền điện tử. Vì các bạn thấy đấy, giờ đây để có thể sở hữu được những đồng coin như Bitcoin hay Ethereum, người đào cần phải đầu tư lớn về phần cứng thiết bị cũng như phải có am hiểu về công nghệ thông tin, thuật toán đào. Những cái kiến thức như thế thì không phải ai cũng đủ hiểu biết để tiếp cận. Trong khi đó, P Network lại rất dễ dàng cho mọi người để khai thác. Chỉ cần chịu khó, kiên nhẫn, hàng ngày vào kích hoạt khai thác trên điện thoại là có thể sở hữu được một đồng coin tiềm năng. Chuỗi clip này của kênh chúng mình sẽ cố gắng tổng hợp từng mảng kiến thức riêng biệt để gửi tới quý vị và các bạn, để giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về tiền điện tử, hiểu được blockchain là gì, từng bước một. Vì những kiến thức này sẽ là những xu thế tất yếu của đời sống hàng ngày trong tương lai không xa. Qua từng clip, các bạn sẽ biết được cách cài app đào Pi, những thuật toán, những bước phải làm để khai thác Bitcoin như thế nào. Thuật toán SCP của Pi Network khác với thuật toán POW của Bitcoin như thế nào. Tại sao Ethereum đã phải đổi thuật toán, vân vân và vân vân. Chúng mình sẽ giải thích qua từng clip chi tiết phía sau trong chuỗi các clip này nha các bạn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Các bạn đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu Bitcoin trong quá khứ rồi, thì với Bitcoin các bạn không cần phải đầu tư gì ngoài thời gian. Vậy đừng bỏ lỡ một cơ hội tốt một lần nữa như vậy nha. Chúc các bạn kiên trì sớm gặt hái được thành quả cùng chuỗi clip này với InvestTV chúng mình. Trong clip sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức tạo cái tài khoản đào Pi trên điện thoại nha.